Vâng, em Khanh ô tô cũ Kinh Môn xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người. Chào tất cả anh chị em thân mến. Thì hôm nay bên em lại về hai chiếc Hyundai Accent đời 2015 và một chiếc 2011 nhé. Thì chiếc Hyundai Accent đời 2015 là chiếc mang biển kiểm soát là 19A19718, màu đen này là đời 2015 này. Chiếc này thì em đang chào bán mức giá rất hợp lý cho các bác là 352 triệu số sàn các bác nhé, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé. Nó lên blue rồi. Thì chiếc xe này thì bên em cũng cam kết tất cả cho các bác là rằng là xe không đâm đụng, không ngập nước, sơn xi khá là đẹp, xe đã được bảo dưỡng và làm rất là cẩn thận rồi, các bác chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kể một cái gì nữa nhé. Mang cái động cơ cho mình của mình là 1.4, vâng, động cơ là 1.4 thì các bác biết rồi, 1.4 của Accent thì đi khá là tiết kiệm nhiên liệu, rất chi là tiết kiệm nhiên liệu luôn, không có hao xăng gì cả. Nó có thể là nếu mà sánh Vios là nó hơn cả Vios luôn. Và em bán giá cũng rất là hợp lý cho các bác, ra đó là em bao rút hồ sơ, có gian lộc cho các bác một chút. Về tổng thanh bên ngoài thì em đã đi một vòng trước xe màu đen này rồi, thì xe không có va chạm, không có đâm đụng gì cả. Đó, sơn thì khá là đẹp, nốt thì cũng khá là ok. Và đây là em đi vào trong nội thất nhé. Chiếc xe này thì về tổng thanh nội thất thì cũng khá là đẹp, nội thất tươi, nỉ vẫn còn theo xe và đã lên màn hình căn lùi rồi, xe cũng khá là chuẩn chỉ. À, bọc bộ ghế khá là đẹp, chủ xe bác bọc bộ ghế rất là đẹp luôn, và trần vẫn là trần zin trong xe, trần nỉ các bác nhé, trần nỉ. Đây là những chữ đây là ốc của nó này, chưa có ra một chút nào đâu nhé các bác nhé, chưa có ra chút nào cả, xe khá là chuẩn chỉ và đẹp. Ở đây là keo chỉ của nó này, khá là zin luôn nhá, khá là zin trong xe. Tất cả thứ này theo xe khá là đẹp luôn, hàng nhập khẩu thì đi rất là sướng luôn, các bác không phải lo ngại vấn đề gì cả, đi cực sướng, làm cực chắc luôn. Đây em sẽ bật cốp cho các bác xem. Đấy, cốp bật phát là lên luôn. Đấy, cốp khá là đẹp luôn này, kem chỉ này nguyên hết này, các cốp chưa ra này, khá là đẹp nhá, nhìn rất là rộng rãi này. Cái này cho chủ xe mua thêm này, như cái này theo xe không có. Đấy, đây là cái cua nốt này, cái nốt này cũng khá là đẹp luôn nhá, chưa có hiện tượng ham mọt gì cả, khá là tuyệt vời. Và đây là những keo chỉ của nó này, rất là zin luôn. Bác đi mua xe cái dòng này là phải có đinh tán như này này, đinh tán này, keo chỉ này. Đấy, bấm nó phải mềm, bấm phải mềm, chứ keo chỉ mà cứng mà không rắn mà không bấm được là không đúng rồi. Đấy, còn hết nguyên luôn nhá, những cái đinh tán này bấm nguyên hết, nếu mà khi va chạm là những cái đinh tán này không còn được. Và những cái cốt của nó là có cái dế này, dế để lốp này, nhìn nó không có nhăn nhó mà đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp. Máy đang nổ nhé, máy nổ rất là êm luôn đấy các bác. Tất cả đều là xe khá là đẹp, rất là đẹp luôn đấy, không nội thất rất là tươi luôn. Vì là bác kiểu xe bác ấy để cái này lên cái nội thất bác rất là tươi, rất là đẹp luôn. Và đây em mở máy cho các bác cùng xem, máy nó rất là êm luôn. Đây máy rất là êm, máy đang nổ nhé, máy nổ rất là êm.
rất tuyệt vời. Vâng, và một chiếc Hyundai Accent màu đen này thì em đã quay cho các bác rồi, và cũng báo giá luôn là có 352 triệu bao rút hồ sơ, và giá trên em vẫn có gian độc cho các bác. Và đây là một chiếc Hyundai Accent màu đỏ nữa. Thì chiếc xe này thì bên em cũng đang chào bán mức giá là 342 triệu. Vâng, 342 triệu số tự động nhập khẩu các bác nhé. Hyundai Accent nhập khẩu đời 2011. Xe khá là đẹp, sơn xi bên ngoài không phải làm bất kể một cái gì. Và cũng cam kết với các bác là xe không đâm đụng, không ngập nước, xe khá là chuẩn chỉ. Xe khá là đẹp luôn. Có thể đấy, em đi một tổng một vòng xung quanh xe. Nói chung là về xe này tổng thành sơn xi là cũng khá là đẹp luôn. Nốp còn đến 80% nữa. Nốp cũng khá là đẹp luôn nhé các bác nhé. Đây nốp này. Nốp rất là dày nhé, rất là dày và đẹp. Đấy. Và em đã đi qua một vòng xung quanh xe rồi. Em đi cũng khá là nhanh nên các bác thông cảm em chút. Nếu các bác có nhu cầu sử dụng một trong hai chiếc xe thì liên hệ cho em để em quay chi tiết cho các bác về những chiếc xe trên. Và chiếc xe này thì nội thất cũng khá là tươi, đời 2011 thật nhưng mà nó khá là tươi, xe khá là đẹp. Và đã có lên một màn hình rất là to, cam lùi đầy đủ, cam trước cam sau đầy đủ hết nhé các bác nhé. Đây là keo chỉ của nó này, keo chỉ cũng khá là zin hết nhé. Cái tem từ nhà sản xuất này, ốc cũng chưa ra này, còn chưa ra nhé. Khóa trung tâm này, tất cả là zin hết. Xe khá là đẹp, khá là chất xe, nội thất tươi. Những cái da này là da theo xe, còn da nó phải là bọc lại nhé, da theo xe. Nên là khá là đẹp luôn, chân vẫn chân nỉ nguyên zin này. Vẫn chân nỉ nguyên zin nhé. Và đây là cốp sau, em mở cốp sau cho các bác xem. Đấy, những con ốc này chưa có da các bác nhé, ốc chưa da, chưa có động cà nê đến. Keo chỉ thì khá là zin, khá là đẹp luôn. Và đây, cũng như con Accent trước, nó cũng có một cái đường keo ở đây. Đấy, và những cái đinh tán này không bao giờ mất được. Đây. Bên này nữa này, keo chỉ vẫn là zin hết. Về khoang để lốp sơ cua rất là đẹp luôn nhé các bác nhé. Đây, chứng tỏ là xe không có va chạm gì cốp kia luôn nhé. Ở đây dưới này, đấy, dưới khá là đẹp luôn, khá là đẹp. Rồi. Đây nữa, keo chỉ tất cả thứ là zin hết các bác nhé. Em cam kết với các bác keo chỉ zin 100% luôn. Xe khá là đẹp, nội thất khá là tươi. Các bác mà có nhu cầu mua xe cũ hay là xe tầm tiền nào mà không mua được của bên em, cảm thấy chỗ em xa mà không tới được, thì cứ cọc tiền này em chuyển xe vào, nhận xe cảm thấy xe đẹp thì cũng trả tiền, còn không đẹp thì em sẽ hoàn lại cọc thế thôi. Xe không đúng người tả thì mình phải chịu thôi. Các bác có nhu cầu đây, máy nổ rất là êm nhá, máy nổ rất là êm này. Có đôi quầy rất là quầy mới, còn máy cũng khá là sạch sẽ, ốc cabo chưa ra. Rất là zin, có thấy không? Xe khá là đẹp luôn. Các bác có nhu cầu mua bán trao đổi xe cũ thì cứ liên hệ cho em. Dù sao là bên em bán xe thì bên em phải có sự trao đổi. Các bác có xe cảm thấy không đi đến mà muốn nâng đời thì gửi cho em, mà hoặc là các bác muốn bán thì cũng liên hệ cho em, thì các bác sẽ
sử dụng được cái mẫu xe tốt nhất cho mình. Vâng, trước hai chiếc Hyundai Accent của bên em là em đã cũng cam kết với các bác rồi, là xe không đâm đụng, không ngập nước, xe khá là đẹp. Một chiếc Accent 2015 và một chiếc 2011, giá cũng xem nhau, nhưng mà một chiếc là số tự động và một chiếc là số sàn. Vâng, thì các bác có nhu cầu sử dụng hoặc là trao đổi xe cũ thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621. Em Khanh và em xin kết thúc clip tại đây. Mong các bác xem xong clip thì cũng ủng hộ cho em và cũng đăng ký kênh giúp em để kênh càng ngày một phát triển ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ.